Thưa quý vị, Ấn Độ đang thường thảo bán hỏa tiễn đất đối không tầm ngắn cho Việt Nam. Chủ tịch Cơ quan Nghiên cứu Quốc phòng Ấn Độ, ông Christopher, cho biết như vừa nêu vào ngày hôm qua. Theo ông này, thì hiện New Delhi đang thương thảo với một số nước về việc bán hỏa tiễn Akash và một trong những nước đó là Việt Nam. Nếu thương vụ được ký kết, thì đây là lần đầu tiên loại hỏa tiễn này được chuyển cho Hà Nội. Hiện Việt Nam đang tăng cường khả năng quân sự mà theo giới phân tích là nhằm bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế trên biển, ngăn chặn hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Vào năm ngoái, Thủ tướng Narendra Modi thông báo cung cấp cho Việt Nam gói tín dụng quốc phòng 500 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền này được dùng để mua trang thiết bị quân sự. Trước đó, New Delhi cũng cấp cho Hà Nội 100 triệu đô la để mua sắm tàu tuần tra. Hai phía cũng đã thỏa thuận về việc Ấn Độ giúp huấn luyện phi công Việt Nam lái máy bay Su-30 do Nga chế tạo.